Tôi xin được kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, chúng ta đang đến với chương trình Gia đình tài tử do Panasonic tài trợ. Không thể giấu hết những niềm vui khiến tôi gặp lại tất cả quý vị, không thể giấu hết những niềm vui khiến tôi đứng gần những sản phẩm của Panasonic. Giờ đây, Panasonic, tình cảm của tất cả khán giả đang xem chương trình sẽ đến gần với nhau, và một lần nữa hãy cho một tràng pháo tay để chúc mừng những tình cảm này. Còn bây giờ chúng tôi sẽ giới thiệu thành phần không thể thiếu trong ngày hôm nay, đó là ban giám khảo. Xin trân trọng giới thiệu sự có mặt của nghệ sĩ nhân dân Trần Hiếu, nghệ sĩ Ánh Tuyết, đạo diễn Đức Thịnh. Chúng ta sẽ bắt đầu làm quen với ba gia đình trong cuộc thi tháng ngày hôm nay. Xin mời quý vị hướng về màn hình gia đình đầu tiên. Gia đình tài tử của vòng thi tháng này là gia đình nào nhỉ? Chắc khán giả vẫn còn nhớ gia đình chú Đặng Văn Xìa, Bình Dương. Với 12 thành viên tham gia đã khuấy động sân khấu và giành chiến thắng của vòng thi tuần với bài hát Khúc Nhạc Vui của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện. Vậy cảm giác của gia đình thế nào nhỉ? Vui quá không biết nói gì. Mới đầu rung mà sao gì hết. Mong rằng bộ sản phẩm Panasonic sẽ thuộc về gia đình ta. Nếu như mà gia đình mình chiến thắng thì chắc chắn là có rất là nhiều món quà khác rất là hấp dẫn đang đợi chờ chúng ta. Vậy thử thách của vòng thi tháng của gia đình sẽ là gì? Đó là bài Chiếc Khăn Piêu, một sáng tác của nhạc sĩ Doãn Nho. Ngân nga và vỗ tay theo ca khúc, nhưng sao mọi người có vẻ buồn thế nhỉ? Sứ giả lại gửi cho gia đình một chiếc máy quay video camera để gia đình tự quay lại những khoảnh khắc tập luyện trong vòng 7 ngày sẽ mãi mãi không phai trong mỗi thành viên trong gia đình. Chúng ta chào đón gia đình của anh Xìa. Chào, chúng ta làm quen với nhân vật kháng tượng đó là anh Xìa nhé. À, ở nhà đang nuôi heo mà đến đây trở thành ca sĩ chuyên nghiệp như thế nào đây? Sau khi thi cái lần đầu tiên á, nó được vô vậy mà sao những cái bài sau lại bốc thăm. Cũng gia đình cũng cố gắng hết sức, mà nhất là cái tay út của tôi, anh về anh tập la riết, mà chứ tôi thường anh cứ làm đâu, ta cứ học rồi quên rồi, nói anh thành Phương Linh vậy anh bảo mà. Tiếp theo sẽ là những hình ảnh gia đình thứ hai, đó gia đình cô Ngô Thị Được đến từ Long Hải, Bà Rịa, Vũng Tàu. Chúng ta hãy nhìn xem màn hình, xin mời quý vị. Thị trấn Long Hải chào mừng sự trở lại của chiếc xe màu xanh gia đình tài tử. Gia đình kế tiếp của vòng thi tháng lần này là hãy cùng sứ giả vào nhà thì biết gia đình đó là ai. Cứ chiếu trên đồng lúa vàng. Tiếng hát của đại gia đình đã vang lên bài hát Bức Họa Đồng Quê, gợi nhớ lại bức tranh vùng quê nông thôn với những thành quả đã đạt được sau một mùa lao động miệt mài mà gia đình cô Nguyễn Thị Được, thị trấn Long Hải đã khắc họa ở vòng thi tuần với tổng số điểm là 56. Và đây là cảm nghĩ sau đợt thi tuần. Cũng giống như lần trước, gia đình cũng nhận được từ ban tổ chức chiếc máy quay video camera Panasonic để ghi lại 7 ngày luyện tập đầy kỷ niệm của chính mình. Thử thách lần này là thơ Ren Lên Rẫy, sáng tác của Nguyễn Cương. Đung đưa đung đưa, chiếc cùi đung đưa, thơ Ren Lên Rẫy. Không khí vui vẻ, tự tin của gia đình chắc chắn sẽ có nhiều điều thú vị đây. Những bức hình đầy kỷ niệm cùng sứ giả mà chiếc máy ảnh Lumix đã mang lại sẽ là niềm vui hạnh phúc khi gia đình bắt đầu chinh phục thử thách. Chúng ta sẽ chào đón gia đình cô Được đến từ Long Hải, Bà Rịa, Vũng Tàu. Cháu xin chào cô Được, dạ, xin chào cả gia đình. Tại sao gia đình ta tất cả đều đeo cái chữ V ạ? Chiến thắng hả? Gia đình tôi đem chữ V đến đây với một tính chất rất là thuần Việt và sẽ thể hiện qua cái giọng ngâm thơ của chị cả ở nhà. À, xin mời cô. Ví von vỏ vẽ vài vân vật vô vàn vất vả vẫn vui vậy. Vừa ví von vừa vu vơ vương vân về vi vu với vẻ với vài vẻ. Một cái điều mà tôi luôn nhớ đó là gì? Có một cậu bé hát bài hát vọng cổ tiên mà hát bằng tiếng Anh. Hôm nay con có một bài nào hát mà nó lạ như bài hôm trước không con? Gia đình con chuẩn bị thêm một bài vè. Nghe vẻ, nghe vè, nghe vè tài tử. Là nam hay nữ, cụ già hay trẻ em đều muốn ghi tên tham gia ca hát. Niềm vui trước hết sau trúng trăm chai của nhà tài trợ Panasonic. Gia đình tài tử chủ nhật hàng tuần HTV 9 8:30.
chương trình giao trước một máy quay phim. Những khi tập luyện muôn giận muôn vui, khi ăn khi ngồi thẫn thờ ra đó. Vì bài hát khó nên mẹ hơi lo, ba chạy coi dò để tìm đạo cụ. Bà thì mất ngủ chỉ lo học bài. Trước khi dứt lời, chúng tôi xin chúc giám khảo tổ chức khỏe thành công, chúc cho chương trình ngày càng thăng tiến và có nhiều người quan tâm đăng ký. Đăng ký cái mà đăng ký. Cảm ơn, đó là tình cảm giữa gia đình dành cho những người thực hiện chương trình. Còn gia đình thứ ba là gia đình nào đây? Xin mời quý vị, chúng ta sẽ đến với gia đình chị Phạm Thị Ngọc Anh, đến từ quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Gia đình mà sứ giả Ngọc Trinh giới thiệu tiếp theo là ai? Họ ở đâu? Con chào ạ. Niềm vui chiến thắng của vòng thi tuần với ca khúc Nắng Sài Gòn mà gia đình của chị Phạm Thị Ngọc Anh ở Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh đã vẽ một bức tranh Sài Gòn tươi trẻ, sôi nổi và đầy màu sắc qua tiết tấu của giai điệu dance pop. Bộ sản phẩm 100 triệu đồng của nhà tài trợ Panasonic cũng đã được gia đình nhìn ngắm lại để làm động lực trước khi bước vào vòng chung cuộc. Cũng giống như những gia đình khác, gia đình chị Ngọc Anh cũng nhận được một chiếc máy quay video camera Panasonic để ghi lại tiến trình luyện tập và gửi lại cho chương trình. Thử thách đối với gia đình là gì? Đó là bài. Nhóm bức tường cải biên từ bài hát Lý Kéo Trải dân ca Nam Bộ. Có vẻ như ca khúc này sẽ dễ dàng cho gia đình ta chăng? Chia tay với sứ giả và bây giờ là 7 ngày cùng nhau luyện tập đầy nhiệt huyết hơn trước. Xin mời quý vị một tràng pháo tay. Chào đón gia đình chị Ngọc Anh. Hình như là các thành viên hơi ít hơn so với hai gia đình ở đây đúng không ạ? Dạ, gia đình em nhỏ mà có giỏ à. À, nhỏ. Ít nhưng mà làm được nhiều. Xin cảm ơn gia đình. Thôi bây giờ thì xin mời ba thành viên gia đình ta sẽ cùng giao lưu với nhau trước khi thi. Bên gia đình đệ tử của chú thì chúc cho hai cháu. Có nghe là diễn tốt, ca tốt, còn đạt những gì là hai cháu muốn. Dạ, xin cảm ơn chú. Riêng gia đình của cháu thì cũng xin chúc hai gia đình cùng thi hôm nay, tức là diễn xuất rất là xuất thần và làm tốt hơn từ trước tới giờ mình làm. Bản thân gia đình cháu thì nghĩ là những cái điều mà chương trình đem lại cho gia đình thì có thể là vô giá và có thể là còn quý hơn nhiều. Và đương nhiên là chúng ta cũng muốn là cháy hết mình trong cái ngày hôm nay. Dạ, con cũng chúc cho gia đình chú với lại chị thi tốt trong ngày hôm nay. Mình cố gắng cứ tưởng đây là một đêm diễn, một ngày diễn của mình, chứ đừng cứ nghĩ là ngày thi. Bởi vì nếu là thi thì quá áp lực cho cả ba gia đình. Vậy bây giờ ba người mình cùng nắm tay đi. Hứa hẹn là thi đấu hết mình ha. 1, 2, 3, nhớ. Dạ. Chúng ta sẽ bốc thăm. Có 3 quả trứng. Người nào rút số 1 thi trước, số 2 thi sau và số 3 là thi thứ 3. Số 3. Số 1. Chúc cho ba gia đình sẽ gặp nhiều may mắn trong buổi thi ngày hôm nay. Xin mời, chúng ta sẽ có 10 phút để chuẩn bị. Gia đình thứ nhất sẽ biểu diễn như thế nào? Xin mời quý vị đến với video clip luyện tập của gia đình anh Đặng Văn Xè. Gia đình chú Đặng Văn Xè bước vào vòng thi tháng với bài hát Chiếc Khăn Piêu của nhạc sĩ Doãn Nho. Việc học lời bài hát bao giờ cũng được ưu tiên. Tất nhiên là không thể thiếu vai trò của chỉ huy. Đương động câu đó. Nghe con chị em cô. Có bài nhạc rồi á. Đạo nhạc rồi á. Dân tấu rồi. Là bụi bụi dân bẩm một nhà. Nhưng với tình hình chân cảng như thế này thì phần vũ đạo sẽ đi về đâu? Và đây là những tai nạn nghề nghiệp. Bây giờ có vẻ như đôi chim cúc cu này chính là điểm nhấn của cả đội hình. Nhưng ngay cả điểm nhấn này cũng có những vấn đề riêng. Và đây là bài hát Chiếc Khăn Piêu theo phong cách của Đặng Văn Xìa. Xăm thì riêng nhau, chiếc khăn để làm mới nấu riêng nhau, phải tôi chờ. Nhân tin theo cùng gió. Tất cả những trở ngại trong luyện tập không ngăn nổi những nụ cười lạc quan. Hãy đón xem gia đình tài tử Đặng Văn Xìa sẽ trổ tài như thế nào trong vòng thi tháng.
trả lời. Nhắn tin theo cùng gió khăn quàng đây. Trong rừng kiếm trong rừng chiếc khăn biêu theo chị hồng để gió cuốn bay về đây, chiếc khăn biêu theo chị hồng để gió cuốn bay về đây, vươn trên cây. À chị ơi tới đây nhận lấy chiếc khăn đẹp này, thôi nàng đừng tìm trong rừng là trong rừng nát hoa rừng khăn biêu đây. À ơi có phải thắm thế duyên nhau chia thân để làm mối đôi duyên nhau phải tôi chờ. Nói lên một câu rằng có một nàng ở trong rừng là trong rừng kiếm trong rừng chiếc khăn biêu. Chiếc khăn biêu theo chị hồng để gió cuốn bay về đây, chiếc khăn biêu theo chị hồng để gió cuốn bay về đây, vươn trên cây. À chị ơi tới đây nhận lấy chiếc khăn đẹp này, thôi này đừng tìm trong rừng là trong rừng nát hoa rừng khăn biêu đây. À ơi có phải thắm thế duyên nhau chiếc khăn để làm mối nơi duyên nhau phải tôi chờ. Tiếng tôi vang rừng núi, sao không ai trả lời, sao không ai trả lời. Nhắn tin theo cùng gió, nếu có hai giọng chính thì đều là hai giọng khá cả, còn có một cái giọng hát phụ vào thì lại hát lệch đi, nhưng mà có cái cố gắng là cả gia đình đã tham gia vào mỗi người một vai, chủ yếu là múa. Xin hoan nghênh các bạn đã làm được như vậy. Về giọng hát thì các bạn rất là hay, tôi không nghĩ là các bạn nghiệp dư mà hát cũng gần như là chuyên nghiệp đấy. Cái tinh thần biểu diễn của các bạn phải nói là nó có một cái độ quyện rất là tốt. Về mặt thẩm mỹ dàn dựng trong cái tiết mục này thì tôi thấy nó rất là đẹp. Giọng hát chia cặp phân cặp đó, do đó các bạn để lộ ra một cái sự chênh lệch quá lớn giữa giọng hát nữ và giọng hát nam, do đó nó hơi bị chệch choạc một vài đoạn. Tuy nhiên dù sao thì cái bài hát này vẫn được dàn dựng rất là tốt. Xin chúc mừng các bạn. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với tác phẩm của gia đình chị Ngọc Anh. Gia đình chị Ngọc Anh luyện tập với một khí thế rất quyết tâm. Đi về sớm nha, đi về sớm nha ơi. Nhưng đây mới là vấn đề chính của gia đình. Chưa có sáng tạo ra được cái điệu nhảy như thế nào để cho nó thích hợp với cái bài nhạc này. Bài hát chưa? Chắc chưa đâu phải không? Bây giờ chưa thấy thuộc chưa? Hai người coi con sao chưa thuộc? Sao anh đâu? Chưa. Sao quá hả? Anh đã nhẹ rồi. Hai ơi. Dạ. Bây giờ con làm câu giọng cổ cho Ngọt đi con, trước khi mình ra khơi. Hai. Con làm câu giọng cổ cho Ngọt coi. Dạ. Mình ơi, lấy cho anh, mình ơi chuẩn bị đồ cho anh đi đi ra thôi. Mình ơi chuẩn bị đồ. Và hình phạt cho những ai quên lời thật là quên đó là sao bà bị phạt phạt một cái tát. Bạo lực quá. Bạo lực. Chưa hết, các vấn đề mới liên tục nảy sinh. Và đây mới là điều đáng lo ngại. Chưa chắc gì mẹ với ba hay biết vô nữa. Dạ, vô lại nhạc đó. Hãy cùng chờ xem, với tình hình này, liệu thần may mắn có mỉm cười với gia đình chị Ngọc Anh? Ơi, con làm câu giọng cổ cho Ngọt đấy con. Dạ.
uống đi đại huynh, rượu quán nghèo nhưng nồng nàn hương gì. Xin kính cẩn nâng ly mời người tri kỷ mượn chén rượu ngày xưa cho tròn vẹn thâm tình. Rượu lạc trang nguyên con xin uống một mình. Con uống có một mình hả con? Dạ. Uống anh hai. À như anh hai ơi, tới giờ mình ra khơi hả anh hai? Ờ thôi mình ra khơi ba ơi. Thôi, mình ơi, chuẩn bị đồ cho anh ra khơi mình ơi. Dạ. Thôi, chuẩn bị đồ tôi ra khơi luôn bà ơi. Dân ca của miền Nam chúng ta bài Lý Kéo Chài, Bức Tường đã đưa cái nhịp mới vào, gia đình ta đã làm được cái việc đó bằng cả hình ảnh nữa, người ta thành công rồi. Trong cái bài, trong cái tiết mục diễn này của quý vị đó, chỉ tiếc một điều là cái bài hát này đó, người hát chính đó, dường như là anh đang cố gắng rất là nhiều để mà kéo mọi người lo diễn rất nhiều. Về phần hát thì nó chưa được chỉnh chu lắm. Có một cái khoảnh khắc mà tôi thấy rất là thú vị trong tiết mục của các bạn, đó là cái cách mà các bạn xử lý cái đạo cụ của mình á, tức là cái máy chèo thành cái đàn guitar. Tuy nhiên theo tôi thấy thì cái con thuyền này là bị dư, nó sẽ làm cho các bạn khó biểu diễn và nó làm hạn chế cho cái sự tưởng tượng khán giả. Hãy diễn bằng cái hành động hình thể của mình, nó sẽ gợi cảm hơn. Ở đây tôi thấy là có một người hát thôi mà tôi chỉ nghe được một giọng thôi, do đó nó bị hạn chế rất nhiều. Tôi nghĩ là phải nhiều người hát. Tôi xin hát. Chúng ta đã trải qua hai phần biểu diễn của hai gia đình, còn lại một gia đình sẽ quyết định xem gia đình nào sẽ là chủ nhân của giải thưởng 100 triệu đồng Panasonic. Chúng ta sẽ đến với phần luyện tập của gia đình cô Ngô Thị Được. Xin mời quý vị. Ô năm tờ miếng. Không, các bà là không này đó. Ô năm tờ miếng. Có vẻ ngay cả giáo viên dạy ngoại ngữ như chị Liên cũng cho rằng đây là một thử thách. Tiếng dân tộc gì đó là mọi người chẳng có quen lắm. Hát cứ lộn tới lộn lui. Tờ giấy này photo to mày nè, mẹ mới nhìn thấy. Cái gùi đung đưa, phải không? Ô ren lên dậy. Cung keng, cung keng. Viết vòng công tua. Chiếc vòng công tua, ơ ren lên dậy. Và hơ ren 38 tuổi. Hơ ren lên dậy. Đây đích thực là một tay chống tài tử. Nhưng đến vụ chân tay này thì biết nghe ai bây giờ? Cái này lên. Thầy chú. Cái này phải bị trái. 1 2 3.
Đúng là tuổi cao tinh thần càng cao. Tinh thần đoàn kết chính là thế mạnh của gia đình tài tử Ngô Thị Được. Liệu điều đó có đem lại cho họ sự may mắn trong vòng thi tháng? Hãy cùng đón xem. Phương làng ơi! Ngàn cao su, bạt ngàn cà phê, một trời âm thanh, một rừng hương say, bán mê lòng gió. Em đi chia bát, hay ai giấu giường, vui chi em mà. Hey! Hey! Chị ra buồn ra buồn đông, la 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 la, chỉ là buồn ra buồn đó, chỉ là la 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 la. Đúng đưa, xin vui đúng đưa, hôm nay là giấy. Dùng dẹp, trước vòng công tua, hôm nay là giấy. Ôi, mặt trời nắng đỏ, ô, mặt trời nắng đỏ. Bạt ngàn cao su, bạt ngàn cà phê, một trời âm thanh, một rừng hương say, bạn bè lòng gió. Em đi chìa bắc, hay hay sau rừng, vui chi em ha. Chỉ là buồn ra buồn đồ, chỉ là la 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 la. Chỉ là buồn ra buồn đồ, chỉ là la 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 la. Chung quá hát á, tôi cảm thấy là cái phần hai á, bắt đầu của bạn mới vô máu hơn. Cái phần đầu do hình như là có sự chệch choạc về một chút về nhịp, do đó là hơi bị phân tâm tí xíu. Mà tôi không ngờ các bạn bắt đầu của bạn hòa nhập và các bạn lấy lại cái tinh thần và cái không khí mà phần hai các bạn hát rất là tốt. Và đó là cũng thể hiện cái bản lĩnh của gia đình. Tôi thì tôi nghĩ rằng là một cái tiết mục rất là hoàn hảo, mọi người đều hát rất là tốt. Cái nhìn chung tôi thực sự là tôi cũng không biết nói gì, tôi chúc mừng. Đặc biệt thế này là khi cất lên cái giọng, mấy cái giọng nữ lúc đầu ấy thấy đều là những giọng nữ rất khá. Khá không phải là khá ở giọng đâu, mà khá ở cả cái tính, cái lửa nhiệt tình ấy trong tiếng hát, cái biểu cảm trong tiếng hát ấy. Đúng là có thể nói gọi là một sự tiêu biểu của một gia đình ca hát. Một là có giọng hát tốt, thể hiện được bài hát. Hai là lửa của tất cả mọi người. Xin hoan nghênh các bạn.
Cuối cùng thì cả ba gia đình cũng đã vượt qua những thử thách, phải nói là rất nhiệt tình và máu lửa với những niềm đam mê âm nhạc. Cảm ơn mọi người. Có lẽ bây giờ sẽ là phần hết sức quan trọng. Xin mời ban giám khảo, chúng ta sẽ đến với phần khả năng ca hát của gia đình anh Đặng Văn Xìa. Trần Hiếu, mời. Nghệ sĩ Tiết, mời. Và đạo diễn Đức Thịnh, mời. Giờ đây sẽ là số điểm của đội thứ hai, đó là gia đình của chị Ngọc Anh với khả năng ca hát 8, 9 và 9. Tiếp theo sẽ là gia đình của cô được. Nghệ sĩ Như Trần Hiếu, 10. Nghệ sĩ Tuyết, 10. Đào Duy Đức Thịnh, 9. Chúng ta sẽ tiếp tục với khả năng sáng tạo. Đầu tiên là gia đình của anh Đặng Văn Xe. Nghệ sĩ Nhân dân Trần Hiếu, 9. Nghệ sĩ Tuyết, 9. Và đạo diễn Đức Thịnh, 9. Ba con số 9. Gia đình chị Ngọc Anh đến từ thành phố Hồ Chí Minh, số 10. Và số 10, số 9. Còn số điểm cho gia đình cuối cùng, đó là gia đình cô Ngô Thị Được. Chuẩn bị 10. Chúc mừng. Cảm ơn tất cả mọi người. Xin trân trọng kính mời nghệ sĩ Anh Tuyết và đạo diễn Đức Thịnh sẽ lên trao giải thưởng xuất sắc cho hai gia đình, đó là gia đình của anh Đặng Văn Xìa và gia đình chị Ngọc Anh đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Kính mời nghệ sĩ Nhân Trần Hiếu sẽ lên trao giải thưởng 100 triệu đồng của Panasonic. Vượt qua hai vòng thi đầy căng thẳng và cuối cùng bộ giải thưởng trị giá 100 triệu đồng của Panasonic đã thuộc về gia đình bác Ngô Thị Được ở Long Hải, Bà Rịa. Chiếc xe xanh đầy ắp những món quà giá trị lại một lần nữa đem đến niềm vui cho gia đình. Cả nhà bác Được hào hứng dinh những món quà điện tử nóng hổi đang được giao đến tận nhà. Bác Được và mọi người cùng hát vang bài Bức Họa Đồng Quê, một trong hai bài đã giúp gia đình chiến thắng. Cả Long Hải dường như nhộn nhịp hẳn lên. Bác Được mừng rỡ với chiếc máy sấy tóc đời mới nhất của Panasonic. Cô Ái mừng rỡ với chiếc nồi cơm điện mà cô đã ao ước có từ lâu. Anh Lâm mở ngay chiếc máy ảnh và chiếc xe cảm xúc. Ngày hôm nay là điều tuyệt vời nhất của chúng tôi, riêng tôi đã được cái niềm mơ ước của tôi. Có lẽ anh Long mới là người sung sướng nhất đã có chiếc TV to tướng này làm bạn. Đây là thứ mà anh mơ ước từ rất lâu rồi và hôm nay mơ ước của anh đã trở thành hiện thực. Những công sức và sự cố gắng của gia đình giờ đã được đền đáp một cách xứng đáng. Thông báo tuyển sinh chương trình gia đình tài tử. Một lần nữa, Quyền Linh cùng với giải thưởng 100 triệu đã quay trở lại và đang bắt đầu tuyển sinh rộng rãi trên cả nước Việt Nam với các điều kiện sau: gia đình bạn yêu thích văn nghệ, có 5 thành viên trở lên, ưu tiên gia đình có 3 thế hệ cùng biểu diễn. Mọi chi tiết xin tham khảo tại website gia đình tài tử.com.vn, đăng ký tuyển sinh qua email gia đình tài tử@gmail.com. Công ty cổ phần MCV chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh, miền Trung, Hà Nội. Hotline khu vực miền Bắc 0916 141 566, khu vực miền Trung và miền Nam 0983 787 488. Tuần tới chúng ta sẽ cùng chiếc xe màu xanh đến với thành phố Đà Nẵng để đến với gia đình của anh Duy Lam Liên Chiểu Đà Nẵng và gia đình của chị Vương Nguyễn Thái Bình Đà Nẵng. Hãy cùng xem thử thách nào đang chờ đợi họ, gia đình nào sẽ may mắn giành được chiếc vé vào vòng thi tháng đến gần hơn với giải thưởng trị giá 100 triệu đồng của nhà tài trợ Panasonic. Hãy đón xem vào lúc 8:30 sáng chủ nhật tuần tới trên kênh HTV9.